Các bạn ơi, có một bầy chó Phú Quốc nè các bạn. Các bạn thấy cái sấy ở trên lưng không? Đúng không? Đó, con chó Phú Quốc là có cái sấy trên lưng nè, là cái đầu nó rất là bự. Cái lỗ tai nó dài, nó võng lên nữa các bạn. Rồi. Thấy thương chưa? Đó. Năm con chó Phú Quốc. Quá trời, nó thấy mình ngồi nó nhảy lên nè. Kì. Thương chưa? Dễ thương quá. Tạm biệt nha. Tạm biệt Kiki nha. Bye bye.